từ đời dương gian. Dù đang mong vinh an, Ngài đã gọi con khép lại tương lai để trở về với Ngài. Xin trở nên y tế Chúa ơi, dân thân một đời sống tin yêu Ngài, tháng năm miệt mài tình chẳng phai. Xin lòng cha nhân ái, vẫn vương trong đời, dẫn đưa con vào hương vị phúc trời cao. Đời con luôn hôm mai theo dấu chân Ngài, bước trên đường dài dẫu từng gặp trong con vâng ra đi, chẳng có ngại chi khép lại tương lai để trở về với Ngài. Xin trở nên y tế Chúa ơi, dân thân một đời sống tin yêu Ngài, tháng năm tình chẳng phai. Xin lòng cha nhân ái xót thương, thứ tha lỗi lầm vẫn vương trong đời, dẫn đưa con vào hương vị. Là nơi không có tai nạn, nơi không có
Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây, xin kính mời cha Tetereo Lý Nguyễn Anh Thi, Chánh văn phòng tòa giáo mục, sẽ lên công bố tiểu sử cha Phaolô. Chúng con xin kính mời cha. Con xin kính mời quý đức cha, cha tổng đại diện, quý cha cùng quý cộng đoàn nghe đôi nét tiểu sử cha Phaolô Lê Vinh Đởm, chánh sứ giáo xứ Tân Thành, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường. Cha Phaolô Lê Vinh Đởm sinh ngày 14 tháng 3 năm 1955 tại Củ Chi, rửa tội ngày 24 tháng 7 năm 1955 tại nhà thờ giáo xứ Tha La, vào tiểu chủng viện Phú Cường ngày 12 tháng 8 năm 1967, vào đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày 1 tháng 8 năm 1974, thụ phong linh mục ngày 20 tháng 4 năm 1990 tại nhà thờ giáo xứ Búng. Sau khi chịu chức linh mục, cha Phaolô Lê Vinh Đởm đã đảm nhiệm phó sứ giáo xứ Lái Thiêu từ năm 1990 đến năm 1992, phó sứ giáo xứ Chánh Tòa từ năm 1992 đến năm 1994, chánh sứ giáo xứ Lộc Thiện từ tháng 2 năm 1994 đến năm 2000. Và trong thời gian này, cha cũng quản nhiệm các giáo xứ Tích Thiện, Lộc Ninh, Lộc Quang, Lộc Tấn, Tân Thành. Chánh sứ giáo xứ Lộc Ninh từ năm 2000 đến tháng 7 năm 2016. Chánh sứ giáo xứ Lộc Thiện từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019. Chánh sứ giáo xứ Tân Thành từ tháng 6 năm 2019 đến ngày qua đời ngày 20 tháng 10 năm 2022. Cha Phaolô cũng đảm nhiệm quản hạt giáo hạt Bình Long từ năm 2013 đến 2016. Cha Phaolô Lê Vinh Đởm qua đời vào lúc 6 giờ 40 sáng thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2022 tại nhà sứ giáo xứ Tân Thành, thọ 67 tuổi và 32 năm linh mục. Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16 giờ thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2022 do cha tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu chủ sự. Sau đó, linh cữu cha Phaolô Lê Vinh Đởm được quàn tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành. Vào lúc 4 giờ sáng thứ Hai ngày 22 tháng 10 năm 2022, linh cữu cha Phaolô Lê Vinh Đởm được rước về nhà thờ Chánh Tòa giáo phận Phú Cường. Thánh lễ an táng do đức cha Giuse, giám mục giáo phận chủ sự, lúc 8 giờ 30 thứ Hai ngày 24 tháng 10 năm 2022 tại nhà thờ Chánh Tòa giáo phận Phú Cường. Sau thánh lễ, linh cữu cha Phaolô Lê Vinh Đởm được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận trong khu vực nghĩa trang của giáo xứ Bến Sắn. Trên đây là đôi nét tiểu sử về cha Phaolô Lê Vinh Đởm. Con xin cảm ơn quý đức cha, cha tổng đại diện, quý cha và quý cộng đoàn đã lắng nghe. Và giờ đây, xin cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ an táng cầu cho linh hồn cha Phaolô. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Amen.
Trọng kính Đức cha Phêrô, kính thưa cha tổng đại diện, kính thưa quý cha hạt trưởng, quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, cách riêng bà cố của cha Phaolô Lê Vinh Đổm và toàn thể tăng quyến rất thân mến. Trước khi bắt đầu thánh lễ, con xin cùng với Đức cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn thành thật chia buồn cùng bà cố và toàn thể tăng quyến. Chúng con biết là đây là một sự chia ly rất đau buồn, đầy xót xa. Chúng con xin chia sẻ những nỗi đau buồn này và cũng hiệp thông cầu nguyện thật nhiều cho bà cố cũng như toàn thể tăng quyến. Kính thưa cộng đoàn, hiệp dân thánh lễ hôm nay chúng ta thiết tha cầu xin Chúa tôn vinh cha Phaolô Lê Vinh Đổm sau một cuộc đời dấn bước theo Đức Kitô. Ngài là người con trong thế hệ đầu của giáo phận Phú Cường và cũng là người đi tiên phong trên vùng Bình Long, Lộc Ninh và đã nhiều năm sống ở đó, phục vụ ở đó như là những người đã khai mở trên nhiều giáo xứ ở vùng Lộc Ninh. Chắc chắn Ngài có những thành quả, có những điều tốt đẹp mà chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ tôn vinh Ngài, cái đặc biệt trong nước trời. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng đời phận người đầy những yếu đuối bất toàn và khó có thể được vững lòng trước sự cao sáng của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện xin Chúa thương tẩy xóa những vết tích lỗi lầm và đưa Ngài về hưởng nhan thánh Chúa. Với tất cả những tâm tình ấy, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi lỗi lầm thiếu sót của mình và nài xin Chúa thứ tha để thánh lễ và những lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay được đẹp lòng Chúa hơn. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa kết thúc cuộc sống hiện tại để mở đường dẫn vào cõi trường sinh. Chúng con khẩn khoản nài xin Chúa vì lòng thương xót, truyền cho tên của tôi tớ Chúa là Phaolô được ghi vào sổ hằng sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.